Bộ Công an bắt 6 người tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk. Vụ chuyến bay giải cứu bắt phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Tuyển Việt Nam, ông Chelsea chưa vội xây cung nòng cốt nhưng là cách làm mới đội nhà. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 11 tháng 6 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính, nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay, bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Bộ Công an bắt 6 người tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk. Theo Bộ Công an, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, đồng thời đang truy bắt các đối tượng khác. Trưa ngày 11 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp bắt giữ 6 đối tượng tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, làm một số công an xã, cán bộ xã và người dân thương vong. Lãnh đạo huyện ủy Cư Cun, Đắk Lắk cho biết, trong 6 đối tượng đã bị bắt, trong đó có một đối tượng ở thị xã Azumba, tỉnh Gia Lai, 3 đối tượng ở huyện Krompok, 2 đối tượng ở huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắk. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã giải cứu 2 con tin. Lực lượng chức năng đang tập trung xét hỏi 6 nghi phạm vừa bị bắt giữ và truy bắt những người còn lại tham gia tấn công trụ sở công an xã ở huyện Cư Cun. Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa được xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ia Tiêu và Ia Cơ Tu, là một đồng chí công an xã, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên. Bộ Công an cũng đề nghị bà con huyện Cư Cun và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm người trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đối với các cơ quan truyền thông, cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật. Chuyển sang tin tức tiếp theo, vụ chuyến bay giải cứu bắt phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Mở rộng điều tra giai đoạn 2, vụ án chuyến bay giải cứu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Tùng, phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Ngày 11 tháng 6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh thành phố. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Tùng, là phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên. Ông Trần Tùng, 45 tuổi, bị điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là điểm diễn biến mới nhất quá trình Cơ quan An ninh điều tra giai đoạn 2 vụ án chuyến bay giải cứu. Sau khi có kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can, Cơ quan An ninh tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp được tách ra từ vụ án, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội và các địa phương. Trước đó, giữa tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 54 người trong vụ chuyến bay giải cứu, trong đó có 21 quan chức, cán bộ bị cáo buộc nhận hối lộ. Viện Kiểm sát đã cáo buộc 21 quan chức, cán bộ của nhiều bộ ngành địa phương đã hơn 500 lần nhận 165 tỷ đồng tiền bôi trơn của nhóm hơn 100 doanh nghiệp để giải quyết thủ tục vụ chuyến bay giải cứu. Quan chức cao nhất bị truy tố trong giai đoạn 1 của vụ án là ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Dũng bị quy kết nhận hối lộ 21,5 tỷ của các doanh nghiệp trong vụ chuyến bay giải cứu. Người nhận hối lộ nhiều nhất bị truy tố trong giai đoạn 1 của vụ án là Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Ông Kiên bị quy kết có đến 253 lần nhận hối lộ với số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng. Tin tức cuối cùng, tuyển Việt Nam, ông Chelsea chưa vội xây khung nòng cốt nhưng là cách làm mới đội nhà. Huấn luyện viên Philippe Chelsea chưa vội xây dựng bộ khung nhân sự nòng cốt ở tuyển Việt Nam khiến nhiều người thắc mắc, nhưng đây cũng là cách để ông làm mới đội nhà. Trên lý thuyết và nhìn vào danh sách tập trung tuyển Việt Nam trong hai đợt đầu tiên dưới triều đại của mình, huấn luyện viên Philippe Chelsea hẳn cũng phải có được cái nhìn sơ bộ về lực lượng nắm trong tay, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc tân thuyền trưởng bóng đá Việt Nam chắc chắn tạo ra một bộ khung.
hay nói nôm na, những cầu thủ chính thức giống như thời huấn luyện viên Park Hang-seo trước kia. Có thể thấy lúc này, vị chiến lược gia người Pháp vẫn đang trong quá trình tìm nhân tố mới cho tuyển Việt Nam bằng cách tạo cơ hội để U23 Việt Nam cạnh tranh với các đàn Anh. Càng có cơ sở khẳng định việc huấn luyện viên Philippe Chatrier chưa vội trước bộ khung sẽ theo ông chinh phục các giải đấu quan trọng trong tương lai nếu nhìn từ U22 Việt Nam tại SEA Games 32 vừa qua. Ở giải đấu trên đất Campuchia, ông thầy người Pháp xoay vòng và sử dụng nhân sự khá nhiều thay vì đóng đinh một đội hình với những con người dễ đoán. Thậm chí, ngay cả hàng thủ hay thủ môn, những khu vực vị trí cần ổn định cũng được làm mới liên tục, nên càng có cơ sở khẳng định tuyển Việt Nam lúc này vẫn chưa định hình bộ khung chính thức. Về nguyên tắc, lẽ ra lúc này, huấn luyện viên Philippe Chatrier phải xây dựng hay sớm tạo được những quân bài chủ chốt, vì trận đấu đầu tiên ở kỳ FIFA Day chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra. Nhưng có vẻ như thuyền trưởng người Pháp không vội vã, đồng thời chưa đặt nặng quá nhiều về thành tích, ít nhất ở trận đấu đầu tiên với Hồng Kông trên sân Lạch Tray vào ngày 15 tháng 6. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!